Dạ em chào chị mua cửa đúng không ạ? Dạ bên em đang có chương trình mua một tập. Ê ê, chị biết một gì nè? Một gì chị? Một người đứng từ xa trời em về, một người nuôi nước mắt từng đêm. Khóc từng đêm là chị khóc á, chứ em khóc người ta không có nghe. Ủa sao vậy? Tại cửa em có cách âm mà. Ủa vậy hả? Bữa cửa nhà chị. Cái gì? Cửa nhà chị không có cách âm hả? Nghèo. Nói chứ bên em đang có chương trình mua một bộ cửa tặng một lời cảm ơn. Giỡn. Nhân dịp ngày hội chân rằm, bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm tới 20% tặng kèm phụ kiện và được vận chuyển miễn phí từ 4 bộ trở lên trong khu vực nội thành. Ngoài ra, vào lễ hội chân rằm, bên em còn có lễ hội rước. Rước chồng chị về, bữa đó nó xỉn chắc luôn. Em sợ á, tới đó là chị chưa rước ảnh về mà em rước chị về trước á. Ủa, về đâu em? Về nơi an nghỉ cuối cùng.